Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Innox Gaming nha. Thì mấy ngày nay mình chưa có đề tài gì mới cho ra kênh DK cả, cho nên mình sẽ quay lại với game Sonic RPG này. Mà cũng 2 tháng rồi mình mới quay lại đó các bạn à. Cho nên nếu như các bạn quên á thì mình sẽ dán cái màn hình kết thúc vào và sẽ dán luôn cái gì ta, cái danh sách phát á, để cho các bạn có thể click vào đó xem full tập nha. Ok, và bây giờ mình sẽ play movie. Oh man. Nice ơi. What happened to Knux? Chuyện gì đã xảy ra với Knux vậy? Tôi nghĩ là cậu ấy đang bị dính độc. With the ancient beast attacks? The ancient beast? Còn quái vật của đại không, đó chỉ là cuộc tấn công của con Gargoyle thôi. Mình không hiểu, nếu như lại cuộc tấn công của Gargoyle thì tại sao chúng ta không bị ảnh hưởng? Bởi vì chúng ta như vậy là I see. And you can't cure him with your powers? Maybe with the sapphire. No. Sorry, xin lỗi Sonic, chúng ta không có. What are you waiting for? Vậy cậu đang quay trời gì nữa? Chỉ có một cách là phải đi lấy nước thánh ở bên ngân hà, và nước thánh đó chỉ ở trong cái lâu đài của Nice. Sonic, đừng. No way. I'm faster than you, and Knux needs my help. Trust me, I'll be back soon. Okay. Good luck. Chúc cậu may mắn. The light side of the planet. I see. Và nó rất là xa, chỗ đó rất là xa. Như vậy có thể là đó là vương quốc của Riola. Này, cậu nghĩ cậu đang đi đâu mà không có tới vậy hả Sonic? Shadow. Oh Shadow, cậu đang làm gì ở đây? Không phải việc của cậu, nhưng tôi sẽ đi cùng cậu. Đừng, không thể nào Shadow. Nhưng tôi chỉ cần sự giúp đỡ của cậu. Làm ơn hãy giúp Nay bảo vệ Knux, và tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Tại sao tôi phải giúp cho thằng Đận chứ? Tại sao? Bởi vì thằng Đận nó giúp tôi giải cứu cậu. Này, đừng có mà tới trễ, hoặc là tôi sẽ giết cậu đấy. Together we will fight Skeleadoon. Bye now. Ok, và Sonic đang bay đi và tới chỗ lâu đài của Riola. Có vẻ như là bạn của ngươi sẽ không giết những con sâu bọ này chứ? Cái gì? Từ sao mà ngươi biết được? Làm thế nào ư? Bởi vì ta có thể cảm nhận được năng lượng của hai con miếng dơ bẩn này. Ô, làm cách nào như vậy được? Làm sao mà ta đấu với 4 để giết được cái con quái vật cổ đại này? Ta không biết, nhưng có thứ gì đó thì rất là kỳ lạ, và ta đang nghĩ là sẽ có một con nhím đang tới đây. Ta sẽ tới đó và kiểm tra ra sao. Không, chúng ta không thể có như vậy được. Ngươi sẽ ở đây, và lần này ta sẽ đi một mình. Shikuru, chúng ta đã gặp lại nữa. Ta biết mà, có thể vậy là bởi vì ta có thể cảm nhận được ngươi và Shadow, ngay cả khi ngươi ở gần thật là xa. Hai đứa ra đánh nhau. Muốn gì? Ta không có thời gian để chơi với ngươi. Này, đừng có mà nhanh nhẹn như vậy. Ta sẽ giết ngươi sớm thôi. Và chuẩn bị còn nhiều. Vậy đó. Không ngờ. Ok, và đây là kết thúc của tập 4 rồi. Và mình sẽ up lên tập 5 sớm nhất có thể nha. Ok. Và tạm biệt các bạn. Hẹn hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.